Vương xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và có một ngày làm việc thật là hiệu quả nha. Nay lại nghỉ không đi làm rồi mọi người ơi. Tại vì lúc nãy trời mưa rất là to nên anh em đi xuống làng chơi hết rồi. Giờ còn có mình Vương ở trên rừng. Tạnh mưa rồi nhưng mà Vương không dám đi lên đồi làm nhựa luôn mọi người ạ. Rất là sợ. Mọi hôm còn có anh em làm ở khu vực gần gần xung quanh đấy thì Vương còn đỡ sợ. Chứ như hôm nay bảo Vương đi lên đồi làm, Vương không dám đi luôn. Sợ lắm. Nghĩ nên Vương sẽ tranh thủ đi lấy cây về để làm cái nhà tắm với mọi người. Chứ nhiều hôm đi làm về bị ướt mưa mà không có chỗ để tắm, Vương cứ phải đợi đến tối mới được tắm, không được tiện lắm mọi người ạ. Nay sẽ cố gắng làm cái nhà tắm cho đàng hoàng. Giờ mời mọi người theo chân Vương nha. Trời lại mưa rồi mọi người ơi.
ơi. No.